Các bác ơi, hôm nay em về được một mẫu xe rất là đẹp cho các bác mua về đi Tết đây ạ. Mẫu xe mang tên là Daewoo Magnus, được sản xuất năm 2007, số tự động máy 2.0 thôi nhá. Máy 2.0 thôi. Và đây là phần nội thất bên trong, em quay để các bác mình xem sơ qua một chút. Đây. Để các bác xem. Đây, vàng ươm luôn nhá, những con móc khóa là vàng ươm này. Phần táp lô như mới luôn này. Già như mới luôn, để các xem. Cần số tự động nhá. Và xe thì cũng đã được lên màn hình Android rất là lớn rồi, có camera lùi. Đấy. Lộ thất của xe rất là đẹp luôn. Đấy, ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Ghế da zin nguyên bản theo xe và còn được đẹp như này. Đấy, ghế da zin đẹp chưa. Đấy, ghế da xịn nhá. Đấy. Trần này, các bác xem trần. Đấy, trần rất là sáng, rất là mới luôn, nét căng luôn. Mời các bác xem về chiếc xe này, làm sao chi tiết để được cảm nhận về chất lượng của nó nhá. Phần táp ni của nó này không bị nhăn, đấy không bị nhăn và không bị rách đúng không ạ. Đấy, những con bu lông ở đây các bác xem này, vàng ươm luôn. Đấy, đây nữa nhá. Đấy, da trên dưới trước sau đều là da zin, da xịn nguyên bản theo xe nhá. Đây phía sau này ạ, em quay các bác sơ qua một chút về mẫu xe này để các bác cảm nhận. Và đây là phần đuôi của chiếc xe Daewoo Magnus các bác nhá, sản xuất năm 2007 luôn. Đời này là đời chót rồi, đời 2007 là đời cao nhất của dòng xe Magnus rồi. Dòng này thì nó sẽ có hai phiên bản 2.5 và phiên bản 2.0. Thì đối với cái mẫu xe này của em nó là phiên bản 2.0 các bác nhá, 2.0 thì na răng của nó là na răng tăm, cũng đã khác hoàn toàn rất là nhiều rồi. Đấy. Mẫu này thì được trang bị thêm một số những cái công năng, một số các chức năng, ví dụ như là túi khí này, sẽ trang bị hai túi khí an toàn, một túi bên kia, một túi bên đây, và phanh ABS 4 bánh nhá, phanh ABS 4 bánh. Đấy, cốp cũng được điều chỉnh bằng điện này, đây và cốp các bác xem này, cốp điều chỉnh bằng điện. Đấy, và đèn đây. Đấy, các bác xem này, những con bu lông ở đây nó còn vàng ươm luôn này. Đấy, đây nhá. Đấy, vẫn còn chấm sơn, chấm mực. Đây nữa. Đấy, các bác xem này, những chiếc xe nó chạy ít và những chiếc xe nó phải như được như thế nào thì những cái vị trí móc khóa, những con ốc, những con bu lông mới được đẹp như vậy đúng không ạ. Đấy, các bác xem này, xe ngồi ít nhá, ngồi ít cho nên là da nó mới được còn được căng như này nhá. Chứ còn ngồi nhiều nó sẽ bị kém đi thôi. Một chiếc xe chủ đi rất là giữ gìn cẩn thận. À, tiếp tục ạ. Đây các bác xem này, lý đằng sau như mới luôn, lý sau cốp như mới luôn. Và đây em có thể là đặt lên cho các bác xem này. Đấy, đẹp chưa, quá đẹp luôn đúng không ạ. Kích lốp có đầy đủ nhá. Đấy, từ cái phần kích của xe là ít khi dùng đến đây. Đây các bác xem ở dưới nữa này, 5 quả đang lúc theo xe, 5 quả đang lúc theo xe luôn. Đấy, sơ sơ như vậy thì các bác chắc hẳn là cũng đã cảm nhận được một phần nào đó của chiếc xe rồi đúng không ạ. Bây giờ em sẽ quay chi tiết các bác xem từng phần một của chiếc xe nhá. Đây là phần đầu này. Đấy, với form dáng thiết kế ra rất là to cao dài rộng, và tôn vỏ của dòng này thiết kế ra nó cũng rất là dày nhá. Đấy, rất là dày. Phân khúc được xếp vào hạng D, hạng D ngang với lại những cái mẫu xe Camry thời năm 2004 đến 2007 đúng không ạ. Các bác biết những mẫu Camry mà 2007 nó phải là trên 300 triệu đúng không ạ. Camry mà 2007 nó phải trên 300 triệu. Nhưng mà mẫu xe này của em thì còn nâu mới tới 200 triệu luôn các bác nhá. Đấy, rẻ cả bằng nửa Camry luôn. Đấy, Camry nó phải đắt gấp 3 lần đúng không ạ. Đấy, chạy thì về độ đầm, độ chắc, độ sướng thì nó cũng ngang ngang nhau đấy ạ. Tất nhiên thì nó sẽ kém một chút thôi, nó không đáng kể các bác nhá. Và mẫu này thì về nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu này nó sẽ dao động tầm khoảng ở mức độ 2.0 thì nó ở tầm khoảng 8 đến 9 lít trên 100 mét các bác nhá. Ở mức độ đó. Đấy, cũng không hề nhiều đúng không ạ? Không như là những cái mẫu xe mà máy 2.4. Các bác mình mua về chạy gia đình thì quá là ok đúng không ạ?
Đây, đèn pha này, đèn pha rất là trong nhá. À, trang bị đèn bi bên trong. À, lớp sơn của xe nó rất là bóng mượt sạch sẽ. Và lốp của xe vẫn còn dày này. Lốp khá là dày. Thân vỏ đẹp. Và chiếc xe này bên em cam kết và đảm bảo cho tới tất cả các bác nhà mình là xe không bị đâm đụng, không bị va chạm và không bị ngập nước, không bị thủy kích các bác nhá. Đấy là những điều cam kết của bên em. Xe được đăng ký tên tư nhân, biển 98. Thì bên này nếu mà các bác thích thì mình có thể làm mình sang tên đổi biển. Bên em hỗ trợ cho các bác mình đầy đủ, rất là nhanh gọn thôi. Đấy, với nước sơn rất là đẹp này. Sơn rất là đẹp luôn. Cặp đèn pha rất là trong các bạn. Cặp đèn pha rất trong. Trong luôn. Sơn xi rất là bóng. Một dàn lốp dày. Na răng thì chủ trước cũng đã được sơn đổi màu nhìn chất hơn nhiều rồi đúng không ạ? Đăng kiểm còn đến tận tháng 6 năm 2021. Gương kính của xe được điều chỉnh hoàn toàn bằng điện. Và bên ngoài thì chủ xe cũng đã được lên một bộ tem. Anh chị cứ vào trong nhà ngồi ạ. Em đang mãi quay video ấy, cứ chị cứ vào trong kia. Có mấy chị em trong nhà đang chắc là đang chuẩn bị ăn cơm. Anh chị chờ tí nhá. À, vâng, có khách đến xem mà đúng giữa trưa cho nên là hiện tại là cửa hàng là đi ăn cơm, còn em là quay video tranh thủ. À, các bác cùng đón xem nốt video em nhé. Em sẽ quay tầm khoảng gần 20 phút đồng hồ để các bác ngắm và cảm nhận về chất lượng của cái mẫu xe này bên em. Em sẽ đóng cửa lại, quay các bác xem phần bên ngoài trước đi. Tí sẽ quay chi tiết phần nội thất bên trong nhé. Thân vỏ của xe led căng luôn, không bị va quệt đâm đụng gì, cho nên là thân vỏ xe cực đẹp nhá. Đấy, không bị xô lệch gì, không bị gồ ghề gì các bác nhá. Tất cả những đường khe, đường mép, đường chỉ của xe, những cái body của xe nổi lên rất là căng đúng không ạ? Rất là khít và rất là đều luôn. Các bác nhìn mình cùng xem, em quay gần cho các bác xem nhá. Đấy, từ cái lẹp chân kính này, lẹp chân kính cũng rất là đẹp nhá. Đấy, phần vị trí này là sơn zin luôn này. Là sơn zin luôn này. Đấy. Kính của xe cũng đã được bọc dán. Bọc dán đầy đủ rồi. Đấy, phần nóc luôn nhé. Đấy, lốp dày chưa? Lốp dày bịch luôn nhá. Lốp thì như mới luôn. Gầm bệ cực sáng luôn. Tí em sẽ quay các bác ngắm sau về gầm bệ. Và bây giờ thì em đang quay từ dưới lên. Thân xác của xe nó rất là dài. Cái thân của nó đấy rất là dài nhá, rất là dài rộng. Cốp sau thì các bác mình để thoải mái đồ. Mẫu xe này các bác mua về mình không phải làm gì nữa nhá, chỉ việc đổ xăng đi thôi. Đấy, không cần phải đầu tư gì thêm nữa. Kể cả như đồ chơi thì chủ xe cũng đã lắp tương đối là nhiều rồi. Máy số đại chất luôn. Tí em lổ máy cho các bác nghe. Máy lổ thì thầm nhá. Tí em sẽ cho các bác mình nghe trực tiếp luôn về tiếng máy của chiếc xe. Đây em đóng nốt cửa lại để cho các bác ngắm phần form của chiếc xe. Xem hết phần bên ngoài đã đúng không ạ? Sẽ lần lượt và đầy đủ chi tiết từng bộ phận, từng chi tiết của chiếc xe một. Đây, các bác cùng đón xem đây. Thân vỏ căng đét luôn nhá. Đấy. Tất cả kính của xe là vẫn còn nguyên. Đấy. À, ngay bây giờ đây, em mời các bác xem vào khu vực bên trong nội thất của chiếc xe. Đấy, ngắm chi tiết vừa rồi thì em quay sơ rồi đúng không ạ? Em luôn luôn quay làm sao đầy đủ và chi tiết nhất để các bác mình ngắm, đặc biệt là các bác ở xa mình cần phải ngắm kỹ đúng không ạ? Keo chỉ của xe đây, keo chỉ của xe là vẫn còn nhá. Đấy, những cái gioăng cửa xe còn đẹp. Đấy, xung quanh luôn, nòng trong của xe hiện tại vẫn là sơn zin. Đấy, vẫn sơn zin. Đấy, già rất là đẹp luôn. Đấy, đồ nhựa ở xe rất là tươi sáng nhá. Đồ nhựa ở xe cực đẹp này.
Và ở dưới gầm ghế đây thì cũng đã được xe thiết kế thêm một cái quả loa chúp, loa súp nhá, loa súp ở dưới gầm ghế nhá. Đây ạ. Không thiếu một bộ phận nào, chỗ nào để các bác mình xem luôn. Sàn mọc ra rồi. Đấy, vị trí tắp lô, tắp ly rồi, ghế da được trang bị nó hoàn toàn bằng chất liệu da xịn nhá. Đấy, dòng xe sang thì các bác biết là người ta sẽ thiết kế ra là luôn luôn. Đấy, nhà máy thiết kế ra luôn luôn là bằng chất liệu da xịn. Những loại phân khúc hạng D đấy ạ. Hạng C, hạng D thường thường là người ta thiết kế bằng chất liệu da xịn. Và trước này thì đây chính là chìa khóa của xe này. Đấy, chìa khóa của xe đây nhá. Đấy, có khiển cửa luôn. Đêm có thể bật chìa khóa để các bác mình xem này. Đấy, màn hình cực kỳ là sắc nét, âm thanh hay. Hệ thống điều hòa sự tốt hai chiều nóng lạnh nhá. Đấy, tắp lô led căng luôn. Cần số rích rắc. Ở chỗ này là vị trí tì tay này. Đây, nỉ ở cái vị trí này vẫn còn đẹp luôn. Đấy, tiếp tục ạ. Đấy, các bác cùng ngắm này. Đây, gioăng này. Gioăng trên của nó đây. Không bị làm sao cả, đúng không ạ? Đây bằng da và đây cũng là da nhá. Còn dưới là một chất liệu nhựa dẻo. Nhựa dẻo có thể chống được xước sát luôn. Các bác kể cả mình va quẹt không bị xước sát nhá. Rất là khó xước sát luôn. Ở chiếc xe này thì có cái gioăng này hơi bị kém một chút. Và mình có thể là mình cắt cái này đi này. Theo em mình cắt đi đúng không ạ? Mình cắt hắn đi. Hoặc là mình thay cái gioăng khác mới vào nhá. Hết có mấy trăm nghìn thôi. Em quay lại cái ghế da để các bác ngắm này. Ở chỗ này là vị trí tì tay và để đồ. Đấy. Rất đẹp luôn. Nỉ vẫn còn rất đẹp nhá. Bình thường người ta mà người ngồi sau mà để đồ đây nó sẽ bẩn đúng không ạ? Đấy, cốp này rất ít khi để đồ này, chỗ này nó vẫn còn rất là sáng sạch. Đấy, kia là gối đầu nhá. Có cả tấm chăn lắng này. Tiện đây em quay luôn trần để các bác xem thêm. Chiếc xe quá đẹp luôn. Đẹp đẹp như mẫu xe này tất nhiên là sẽ không có nhiều trên thị trường đâu ạ. Không có nhiều đâu nhá. Vì những mẫu xe mắc lướt như thế này bên em cũng mua rất là nhiều rồi, cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy. Những mẫu đẹp này là cực kỳ là ít có trên thị trường. Mà cứ hở ra cái, nếu mà đẹp như này cứ hở ra cái là đôi khi là mình không chăm sóc cẩn thận này, với lại không mua tới giá là sẽ không mua được xe này đâu. Những mẫu xe đẹp này là không thể mua được đâu. Đấy. Bọn em chăm sóc chủ xe rất là cẩn thận. Đấy thì đến lúc anh này anh cần tiền rồi, nên là lúc đấy anh mới bán. Cần tiền anh mua xe khác các bác nhá. Cần tiền mua xe khác rồi thế này anh bán cho bên em. Đấy, cũng có rất là nhiều người thì cũng chú ý đến chiếc xe này và cũng muốn mua. Thế nhưng mà em là người chăm sóc nhiệt tình nhất và lấy cho anh ấy một cái giá gọi là hợp lý nhất để thế này anh bán cho bên em. Và các bác cũng vậy nhá, các bác cũng phải mua cho bên em một cái giá hợp lý nhá. Chứ còn để rẻ là tất nhiên là các bác cũng không mua được đâu. Rẻ thì chỉ mua những cái chiếc xe kém thôi. Cái đấy thì tất nhiên rồi đúng không ạ? Em quay các bác xem cái cánh bên trên này. Đấy, đẹp chưa? Từ cái gioăng ở trên này, đấy, từ cái lẹp trên này, rất là đẹp. Đấy. Mở cửa thì nó sẽ có cái đèn. Đấy, đồ nhựa đẹp. Tất cả những con bu lông ở cánh cửa nhá, chưa tháo chưa vặn gì đâu nhá. Thậm chí là cái củ máy của chiếc xe này vẫn còn chưa làm cơ. Đấy. Máy cực chất. Đấy, ghế da đẹp. Tất nhiên là cái ghế thì cái vị trí này nó sẽ
vị trí này là được ngồi nhiều nhất thì nó sẽ hơi kém một chút theo thời gian, đúng không ạ? Thời gian nữa thì nó cũng hơi bạc lên một chút, không đáng kể. Đấy, vô lăng này các bác xem này, vô lăng nguyên bản này. Đấy, gai sần nổi lên rất là cao. Tất cả mọi chức năng của xe hiện tại đang còn hoạt động đầy đủ nhé, không thiếu chức năng gì. Ở trên đây được trang bị loa nữa đây. Đấy, trần nét căng. Đấy, các bác thấy đây. Như vậy là phần nội thất bên trong đến đây thì em cũng đã quay tương đối để và đầy đủ rồi, đúng không ạ? Bây giờ em quay gầm thì bác ngắm nhé. Đây, các bác xem này, những cái nhựa bảo vệ dưới gầm vẫn còn nguyên này. Đấy. Đây. Những cái sần sần mà được sơn bảo vệ phần cua lốp đấy. Đấy, các bác thấy này, nó cũng vẫn chưa bị làm sao cả, chưa bị mất luôn, đúng không ạ? Nhiều trước là đã bị bong và bật ra mất rồi. Đấy, chiếc này của em còn nguyên. Đấy, gầm sáng trưng luôn. Gầm sáng trưng nhá. Tiện đây thì em nổ máy lên cho các bác nghe tiếng máy này. Đấy. Chỉ cần nghiêng phát đã nổ ngay rồi. Và nổ rất là êm nhá. Hiện tại thì đồng hồ đang báo là trên 1000. Tại vì là nguội máy mà, cho nên nó sẽ báo là trên 1000. Hiện tại đang nổ trên 1000, nhưng mà các bác mình lắng tai thì mới nghe tiếng máy luôn. Và chờ một chút nữa thôi thì máy nó còn nổ êm nữa. Đấy, trong gian thừa thì em sẽ quay các bác hết phần gầm nhá. Đấy, gầm rất đẹp luôn. Đây, cái nhựa bảo vệ dưới gầm vẫn nguyên này. Sáng. Bây giờ đây em sẽ mở máy ra, em quay các bác xem phần máy nhá. Đấy, các bác nghe tiếng máy không ạ? Lắng tai đúng không ạ? Sự là lắng tai thì mới nghe tiếng máy luôn. Đây, lý cabo này, lý cabo còn rất là đẹp. Lý chống nóng của cabo đấy ạ. Đấy, máy đang nổ, các bác nghe tiếng máy không ạ? Máy nổ êm thít luôn. Nhiều người đã là máy lổ như chó thở, đúng không ạ? Đúng, trước này nó như thế thật. Đấy, ra máy xe rất là sáng. Đây, lý cái lý mà chống nóng 15 đô xe cũng nguyên nhá. Ra máy xe rất là sáng, lổ êm. Đấy, rồi, ok. Riêng về chiếc xe này thì các bác nghe mình gần như là không có gì để chê. Đấy, đặc biệt là về máy móc. Riêng về máy số và gầm bệ của xe, các bác nhìn mình không chê được đối với mẫu xe này nhá. Đấy. Như vậy là về chiếc xe Magnus đời 2007 này, em cũng đã giới thiệu đến đây là tương đối đầy đủ và chi tiết cho các bác nhìn mình ngắm rồi. Các bác thực sự quan tâm đến mẫu này thì các bác hãy ngắm thật kỹ qua video. Nếu các bác ở gần thì em mời các bác mình đến xem xe, chạy thử cảm nhận luôn mẫu xe này với em nhá. Mình chạy thử cảm nhận luôn để xem chiếc xe này bên em nó như thế nào. Còn nếu các bác ở xa mà không đến xem xe được thì bên em sẽ chuyển xe đến nơi cho các bác. Đấy. Cả trong miền Trung, miền Nam luôn, bên em cũng có chuyển xe nha các bác nhá. Và các bác nếu mình muốn giữ xe thì các bác nhà mình có thể là đặt cọc. Đấy, có thể đặt cọc nhá. Thì gọi điện cho bên em để bên em gửi số tài khoản cho. Theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555. Đấy là số hotline của bên em chuyên tư vấn để cho các bác mình nắm được về tình trạng tất cả những mẫu xe hiện tại cửa hàng bên em đang có, và cũng là hai số Zalo luôn. Và em có thêm hai kênh Facebook nữa. Là kênh cá nhân của bên em là Trang Ô Tô Hải Dương, còn kênh fanpage hay còn gọi là trang fanpage ạ là Mr. Trang Ô Tô Cũ Thành Phố Hải Dương các bác nhá.
Và địa chỉ thì các bác tới phố Hồng Châu, đối diện 166 Hồng Châu nhá. Đối diện số nhà 166 Hồng Châu thì sẽ tới cửa hàng bên em. Đấy, cửa hàng bên em đấy. Cực kỳ là nhiều xe với tầm tiền trên dưới 200, trên dưới 300. Đấy, 400-500 cũng có luôn các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video này của em. Em xin chân thành cảm ơn.